lại thấy thế giới ca sa chàng ở phương Bắc như lai bất khả hoại kim cang ứng tránh đẳng giác, đạo tràng chúng ngội vây quanh, Bồ Tát kim cang bộ dũng mãnh, làm thượng thủ. Lại thấy thế giới nhất thiết thượng diệu bảo ở phương Đông Bắc, như lai vô sở đắc cảnh giới nhãn, ứng tránh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát vô sở đắc thiện biến hóa làm thượng thủ. Lại thấy thế giới hương diệm quang âm ở phương Đông Nam, như lai hương đăng, ứng tránh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát kim cang diệm huệ làm thượng thủ. Lại thấy thế giới trí huệ nhật phổ quang minh ở phương Tây Nam, như Lai Pháp Giới Luân Tràng, ứng tránh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát hiện nhất thiết biến hóa tràng làm thượng thủ lại thấy thế giới phổ thanh tịnh ở phương Tây Bắc, như lai nhất thiết Phật bảo cao thắng tràng, ứng tránh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Pháp tràng vương làm thượng thủ, lại thấy thế giới Phật thứ đệ xuất hiện vô tận ở phương trên, như lai vô biên trí huệ quang viên mãn tràng, ứng tránh đẳng giác, đạo tràng chúng hội vây quanh, Bồ Tát Pháp giới môn tràng vương làm thượng thủ, lại thấy thế giới Phật quang minh ở phương dưới, như lai vô ngại trí chàng ứng tránh đẳng giác đạo tràng chúng hội vây quanh bồ tát nhất thiết thế gian sát trang vương làm thượng thủ thiện nam tử ta thấy mười phương như vậy mỗi phương đều có các như lai nhiều như số hạt bụi mười cõi phật các như lai đó chẳng đi đến đây ta cũng chẳng đến đó nếu ta muốn thấy thế giới an lạc của a di đà như lai like, thì tùy ý liền thấy nếu ta muốn thấy thế giới trên đàn của Kim Cang Quang Minh Như Lai, thế giới diệu hương của Bảo Quang Minh Như Lai, thế giới liên hoa của Bảo Liên Hoa Quang Minh Như Lai, thế giới diệu kim của Tịch Tĩnh Quang Như Lai, thế giới diệu hỷ của Bất Động Như Lai, thế giới thiện trụ của Sư Tử Như Lai, thế giới kính quang minh của Nguyệt Giác Như Lai, thế giới bảo sư tử trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, tất cả như vậy thảy đều liền thấy được các đức như lai đó chẳng đến đây thân ta cũng chẳng đi đến đó biết tất cả chư phật với tâm ta thảy đều như mộng biết tất cả chư phật như hình bóng tâm mình như nước biết hết thảy sắc tướng của tất cả chư phật với tâm mình thảy đều như huyễn biết tất cả chư phật với tâm mình thảy đều như vang ta biết như vậy nghĩ nhớ như vậy hết thảy chư phật đều do tâm mình